đường đi về đường đi xuống núi.
là anh mang đến đón nàng cùng đi.
với cô nàng mà anh yêu mến, sóng ngựa vàng cùng anh xuống núi. Ngày mai anh quyết thi tài và ba viên trúng vòng mười. Không cất súng về cùng anh đi xuống chợ mà nàng ơi. Sao anh không nhớ sáng mai bắn tập rồi sao? Ngày mai anh bắn ra ngoài thì hoa em sẽ tặng người bán bên. Ơi cô nàng mà anh yêu mến, nếu mai mà đạn kia anh bắn cả ba viên trúng vòng mười thì hoa em sẽ tặng người nào đây? Ai tin anh nói sống môi bắn vào điểm đen? Vì sao em nói đi nào? Vì hôm nay vẫn xuống làng thì mai tay súng vững vàng làm sao? Nếu anh ở lại tập cùng em, có ai mà lại tin anh? Vì sao ơi hỡi cô nàng? Vì anh đã có mưa vàng của anh. Em sao không rõ thế cây súng này của ai? Còn kia hai chú ngựa vàng là anh mang đến đón nàng cùng đi. Ơi cô nàng mà anh yêu mến, sóng ngựa vàng cùng anh xuống núi. Anh quyết thi tài và ba viên trúng vòng mười. Thì em đây sẽ là người của anh. Quê hương ta ơi, núi cao suối ngàn của ta. Mùa xuân hoa thắm núi đồi, rừng xanh in bóng hai người và hai cây súng đang ngồi bên nhau. Mùa xuân hoa thắm núi đồi, rừng xanh in bóng hai người và hai cây súng đang ngồi bên nhau. Thank you.
ở phía trước chỗ mà hay đi ấy, thấp xuống, thấp xuống, không 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 chạm vào đâu, không chạm vào đâu, thấp xuống, cứ thấp xuống nhẹ nhàng vào đi, vào. Huy ra hết thời vòng cuối chứ.